một vụ cháy cửa hàng buôn bán xe vừa xảy ra trên địa bàn quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh, thiêu rụi nhiều tài sản. Hơn 11 giờ trưa ngày 13 tháng 3 năm 2022, lực lượng chức năng công an quận Bình Tân cùng các đơn vị nghiệp vụ liên quan vẫn đang khám nghiệm hiện trường, điều tra vụ cháy tại cửa hàng xe đạp, xe điện trên đường Lê Văn Quế, phường Bình Hưng Hòa A. Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ sáng cùng ngày, người dân phát hiện khói lửa tỏa ra từ bên cửa hàng bán xe đạp, xe điện trên đường Lê Văn Quế nên báo cơ quan chức năng. Người dân huy động nhiều bình chữa cháy chạy đến, các nhân viên của quán karaoke đối diện kéo đường ống chữa cháy công suất lớn sang hỗ trợ dập lửa. Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy quận Bình Tân cũng đến chữa cháy. Gần 1 giờ sau, đám cháy được dập tắt. Vụ cháy khiến nhiều tài sản bên trong cửa hàng xe đạp, xe điện bị thiêu rụi. Hiện nguyên nhân cũng như thiệt hại từ vụ cháy cửa hàng xe đạp, xe điện này đang được làm rõ.